Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Giây phút lô nghiền đá hoạt động nghiền nát 7 công nhân. Vào tối ngày 23 tháng 4, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khi một tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và để lại 3 người khác trong tình trạng bị thương nặng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng vào cuộc, quyết định khởi tố vụ án với cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động và bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng, một nhân viên cân băng liệu tại nhà máy, sinh năm 1980, cư trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Sự kiện đau lòng bắt đầu từ một thảm kịch bất ngờ vào đêm trước đó. Một chiếc lô nghiền đá thường được sử dụng trong quá trình sản xuất xi măng đột nhiên hoạt động trở lại mà không hề được lệnh báo trước. Trong vài giây ngắn ngủi, chiếc máy này đã biến thành một cối xay thịt khủng khiếp, nghiền nát 7 công nhân đang làm việc gần đó. Đây là một khoảnh khắc kinh hoàng khi tiếng máy gầm rú vang lên và mọi thứ diễn ra quá nhanh để bất kỳ ai có thể phản ứng kịp. Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của Trần Mạnh Hùng cũng như các vi phạm có thể liên quan của các cá nhân, tổ chức khác. Đại diện của công an tỉnh đã khẳng định sự quyết tâm trong điều tra nguyên nhân sự cố một cách khẩn trương để có thể xử lý nghiêm minh các vi phạm. Trong khi đó, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là điều tra nhanh chóng nguyên nhân của vụ tai nạn và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân. Ông cũng đã thăm hỏi và động viên các công nhân bị thương, những người vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng sau khi được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Một trong số những người may mắn sống sót, anh Nông Văn Tuân từ huyện Yên Bình đã chia sẻ rằng anh không thể ngủ được cả đêm vì hình ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn cứ ám ảnh lấy anh mỗi khi nhắm mắt. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, anh Tuân cùng 9 công nhân nhà máy xi măng Yên Bái bảo dưỡng định kỳ máy số 3 trong 4 máy nghiền tại đây. Công việc này đã kéo dài nửa tháng. Nhóm công nhân 3 người gồm anh Tuân, anh Phạm Minh Dương và ông Phan Ngọc Long được phân công sửa chữa bên ngoài. 7 công nhân còn lại chui vào bên trong cỗ máy hình trụ dài 7 mét, cao 5 mét để thay các tấm lát bị mòn. Công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu cần người bên ngoài phối hợp bên trong bắt vít cố định tấm lát. Như thường lệ, một công nhân trong nhóm thông báo qua bộ đàm về trung tâm điều khiển để ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi có hiệu lệnh xác nhận, nhóm mới bắt tay sửa chữa. Khoảng 25 phút sau khi nhóm bắt đầu công việc, máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại. Hàng ngàn viên bi sắt bên trong văng tung tóe ra ngoài, bụi xi măng bay mù mịt. 3 công nhân trên nóc máy ngã nhào từ độ cao 5 mét xuống đất. Anh Tuân bị trẹo chân, trong khi 2 người khác bị thương nặng nằm im tại chỗ. Không có phép màu nào xảy ra với 7 người trong máy nghiền. Thoát nạn trong gang tấc, anh Phạm Minh Dương cho biết vẫn đang rất mệt do bị gãy đốt sống và đa chấn thương. Anh em chúng tôi đang bảo trì thì máy nghiền xoay hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp trở tay, anh thẳng thốt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đưa những người bị nạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đồng thời, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan chức năng của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, họp bàn và chỉ đạo các biện pháp để xử lý, giải quyết sự cố vụ tai nạn. Cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái sau đó cũng xác nhận nguyên nhân ban đầu là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà máy xi măng này, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu, tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra. Bên cạnh đó, trong tối ngày 22 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về vụ tai nạn giao thông nói trên. Trong đó, ông gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương. Song song đó, các lực lượng chức năng cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định nếu có. Thủ tướng cũng yêu cầu Yên Bái tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng. Vụ việc 7 công nhân tử vong trong quá trình sửa chữa máy nghiền ở một nhà máy xi măng ở Yên Bái đã khiến dư luận xôn xao thời gian qua.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thông tin về nguyên nhân ban đầu của sự việc đau lòng trên. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin rằng nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cho biết, hiện Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đang khẩn trương điều tra để sớm đưa ra kết luận về vụ việc. Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Đỗ Đức Duy cùng ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo việc cứu chữa nạn nhân bị tai nạn. Chiều 22 tháng 4, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày 23 tháng 4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Sau khi điều trị, sức khỏe đã ổn định. Ba nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện gồm Phan Ngọc L, 43 tuổi, Phạm Minh Dê, 26 tuổi và Nông Văn Tê, 29 tuổi. Trong đó, hai người bị chấn thương nặng, gãy chân, gãy tay, vỡ đốt cột sống, một người bị nhẹ, sai khớp chân. Nằm điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động vẫn chưa hết sợ hãi. Ông Phan Ngọc L bị thương nặng ở chân nhớ lại, khi đang vặn ốc trên máy nghiền thì thấy máy bỗng dừng chạy, tôi bị hất văng xuống đất, toàn thân đau đớn. Khi máy dừng lại thì phát hiện nhiều người đã thiệt mạng. Theo Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, trước mắt tập trung cứu chữa 3 người bị thương ở mức cao nhất, đề nghị cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt việc bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết hậu sự cho người tử nạn. Các huyện, thành phố có người bị chết, tổ chức các đoàn đến hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo đúng phong tục tập quán. Ngoài ra, yêu cầu Công ty Xi măng Yên Bái tiếp tục duy trì sản xuất đi đôi với bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác điều tra khám nghiệm. Đến sáng ngày 23 tháng 4, ông Đỗ Đức Duy đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người tử vong. Tại các gia đình nạn nhân Lê Mạnh C ở tại thôn Bống, xã Yên Bình, nạn nhân Nông Văn Thờ và Nông Văn Tê cùng chú tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai và nạn nhân Mai Thiên Hát, chú tại thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Bí thư Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm viếng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị nạn và trao kinh phí hỗ trợ bước đầu của mỗi tỉnh, mỗi gia đình 18 triệu đồng để các gia đình lo hậu sự. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nơi có gia đình nạn nhân bị thiệt mạng, tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Ông Đỗ Đức Duy cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đồng thời chỉ đạo triển khai biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đến thời điểm này, tỉnh đã triển khai hỗ trợ ban đầu đối với các nạn nhân, phối hợp với các gia đình có người tử nạn để lo hậu sự. Các công nhân bị thương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị tích cực, hiện sức khỏe ổn định. Đến ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động. Cùng với đó, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.